Xin được kính chào quý vị, quý anh chị đã quay trở lại với kênh bán hàng của Salon Ô tô Femeca Hải Dương. Hôm nay em sẽ làm video chi tiết về một chiếc xe mới về nữa bên salon nhà em. Chiếc xe này là 5 chỗ bản hatchback Kia Rio 1.4 xe nhập nguyên chiếc và là phiên bản hatchback. Xe này sản xuất năm 2013, hiện tại đang có giá chào bán tại Salon Ô tô Femeca Hải Dương là 385 triệu. Xe còn rất đẹp, cam kết là máy zin, thân vỏ không đâm đụng, không tai nạn. Ở cái phiên bản hatchback này thì nó là phiên bản cao cấp nhất và đủ nhất ạ. Đây, nó có đèn bi này, đèn bi xenon chiếu sáng, rồi đèn bi gầm, cửa sổ trời đề nổ thông minh và một bộ mâm la răng cỡ lớn 17 inch. Toàn bộ ngoại thất chiếc xe bên ngoài là màu trắng và nội thất bên trong là màu kem, rất sang trọng. Bộ mâm la răng phay 5 chấu 17 inch làm cho dáng vẻ bên ngoài của chiếc xe này cao hơn một chút so với ở phiên bản sedan. Xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương này. Xe này đăng kiểm cùng sau ngày cùng bảo trì đồng bộ đến tháng 11 năm 2020. Chạy được khoảng tầm hơn 8 vạn km rồi. Tầm 9 vạn cây thì phải. Form dáng rất đẹp nhé. Một nét đặc trưng logo hình mũi hổ của thương hiệu xe Kia. Lốp còn khá là dày. 1 chiếc xe thuộc phân khúc hạng B, trẻ trung, chưa đến 400 triệu. Option thì đầy đủ luôn, không thiếu gì. Đây nhá, điều hòa tự động này. Rồi xe mới được lắp màn hình cam lùi, đèn nổ thông minh start-stop, vô lăng tích hợp các nút điều chỉnh chức năng nhá. Cần số đây ạ. Ngay cửa sổ trời đây. Chiếc xe này là bản đủ nhất của Kia Rio. Keo chỉ xung quanh xe còn nguyên zin hết. Năm chỗ ngồi. Form hatchback này thì rất phù hợp với điều kiện đường xá chật hẹp hoặc là gia đình nhà nào chỗ để xe nó không được thực sự rộng rãi. Cam lùi này, cảm biến sau, 4 mắt cảm biến sau này nhé. Khoang chứa đồ đằng sau, cốp sau rất rộng. Quá đẹp luôn. Chiếc xe này còn quá cứng, quá đẹp. Chiếc Kia Rio này là đàn anh của chiếc Kia Morning. Nó là trên một phân khúc. Chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều rộng hơn. Nội thất kem, 5 chỗ ngồi. Gương kính chỉnh điện, cục điện. Xe còn quá mới luôn ạ. Bốn xi lanh, tất cả chân máy, ốc chân máy, rồi tai cabo này còn nguyên hết này. Đấy, sau khi quý vị quý anh chị xem xong cái clip này mà muốn mua chiếc xe thì vui lòng liên hệ cho em theo số 0978 607 555 hoặc số 0941 337 888. Chiếc xe đang được chào bán mức giá là 385 triệu cho chiếc Kia Rio nhập khẩu bản hatchback, bản full kịch luôn, đời 2013. Xe chạy được 9 vạn km.